Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Đồ thờ Đức Hiệp sẽ đưa các bạn đến thăm một công trình nhà thờ họ đã được xưởng chúng tôi hoàn thiện cách đây 3 tháng. Trong gian thờ này gồm có ban thờ Osa, cuốn thư, đại tự, cửa võng, câu đối, ngai thờ, đài nến, hoa sen, ống đựng hương. Tất cả đều được sơn son thép vàng. Quý vị và các bạn thân mến, xưởng Đồ thờ Đức Hiệp chúng tôi chuyên tư vấn thiết kế điện thờ, nhà thờ họ, gian thờ tư gia. Nhận đặt làm các sản phẩm thờ cúng như ban thờ, hoành phi, câu đối, cuốn thư, cửa võng, đại tự. Nhận tạo tác tượng kích thước theo yêu cầu. Nhận trùng tu lại các gian thờ, điện thờ, đình, chùa, miếu bị xuống cấp. Địa chỉ liên hệ: xưởng Đồ thờ Đức Hiệp, ngã tư Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Văn phòng đại điện, ô 16, liền kề 7, khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ 0879 555 111 hoặc 0983 400 046. Website: đồ thờ đức hiệp.vn.